Đây là cánh đồng lúa trong vuông tôm ở quê mình các bạn ơi. Ruộng nuôi tôm nên rất là nhiều nước. Khi mà lúa đã gần chín nè, người ta sẽ rút nước ra, phơi khoảng 5 đến 7 ngày cho nước khô, đất cứng, Lúa này, sẽ đưa máy vào để cắt các bạn. Đây là cảnh máy cắt đang cắt lúa đây. Những năm trước thì người ta còn biết, còn nói là vuông tôm nó lúng lắm, không có cắt máy được, cắt bằng tay, giá rất là cao. Công cắt tay trung bình khoảng 600-700 ngàn, phải mướn lòi vô nhà, rồi suốt nữa, suốt công cũng khoảng 100 mấy nữa. Còn đây thì phơi ra hết đất thành cứng, cho máy cắt vô cắt, thì công dao động khoảng 450 thôi. Đây là cái máy chở lúa vô luôn. Năm trước thì lúa mất mùa, mất giá. Năm nay thì lúa rất có giá. Lúa ép lai thì hơi rẻ một chút. Còn đa số trong vuông tôm người ta làm lúa ST, ST24, ST25 đó. Giá rất là cao, trung bình là 10.000 ký. Còn cánh đồng này là lúa ép lai. Năng suất cũng cao, nghe chủ ruộng nói làm công khoảng 1 tấn đó. Máy cắt đang cắt. cắt nó thấy đổ gì đâu, đổ hết này bôi bôi hay gì á, cũng có đổ mà hết đổ mà ít bôi bôi nhiều, đổ mà ít có đổ, có đổ cũng có lúa hồng nữa, không có nhiều đâu, trong gom nó kéo xuống nè, chân nè cũng có lúa đổ nhưng mà cũng lời hơn cắt tay. tay. Máy cắt nó rất là mau các bạn ơi, nhấp nháy nha. Cánh đồng thì 10 công nó làm thì khoảng trong vòng tiếng đồng hồ là xong rồi. Máy này máy lớn nè, mình thấy cắt chạy rất là nhanh luôn. Bây giờ làm lúa cũng khỏe, xịt thuốc thì bằng máy bay, cắt bằng cắt máy. Hồi năm trước là lúa bị bệnh nhiều, ai cũng lúa bị bệnh hết, bán 1 ký là có 5-6 ngàn. Rồi gặp mưa bão nữa phơi không được, bán rẻ. Có số người năm ngoái người ta không có làm lúa, anh năm ngoái người ta làm lúa người ta sợ năm nay người ta bỏ vuông trống người ta không có làm, đổi lại năm nay được mùa lúa trúng mà trúng giá nữa. Trung bình một công lúa bán khoảng được 10 triệu luôn, công tấn tấn 1 ký 10 ngàn. Ở trong vuông tôm thì lúa chất lượng các bạn ơi, tại vì trong vuông tôm ta không có xịt thuốc sâu gì nhiều, ta chỉ có xịt thuốc dưỡng 1-2 lần, trừ thuốc trừ nấm bệnh rồi thôi, chứ thuốc sâu ta không có xịt. Tại vì có con tôm mà xịt thuốc sâu xuống là con tôm nó bị ảnh hưởng, người ta rất ít xài thuốc, chỉ xài thuốc phòng bệnh hoặc là thuốc dưỡng 1-2 lần thôi. Lúa trong vuông tôm là chất lượng nha. Rồi, mà các bạn coi cái quang cảnh thu hoạch lúa trong vuông tôm ở vùng quê mình.